Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Đông Nhi lần đầu xuất hiện sau can đồ với fan, diện áo dài tươi tắn, bật khóc nức nở trong vòng tay người hâm mộ. Đông Nhi đã có màn trình diễn ấn tượng trong một chương trình vào tối ngày 14 tháng 5. Cô xúc động khi nhận được sự động viên từ người hâm mộ. Suốt 3 ngày qua, can đồ của Đông Nhi và cộng đồng fan đã gây bạo mạng xã hội. Sự việc căng thẳng khi một fan của nữ ca sĩ đã tố ekip của cô dành kênh youtube FC Đông Nhi mà người này gây dựng bấy lâu nay. Sau đó, trợ lý của Đông Nhi còn có hành động block fan này khi bị phản đối. Đến tối 12 tháng 5, nữ ca sĩ đã có bài chia sẻ khiến cộng đồng fan bức xúc với lời lẽ khá nóng tính và thiếu cẩn trọng. Tuy nhiên, đến rạng sáng 14 tháng 5, hai vợ chồng ông Cao Thắng và Đông Nhi cũng là hai người đứng đầu công ty đã chính thức lên tiếng xin lỗi và nhận lỗi với fan, đồng thời nhận về toàn bộ trách nhiệm và hứa sẽ khắc phục những sai lầm vừa qua. Các fan cứng của Đông Nhi và trưởng FC của cô cũng đã đón nhận lời xin lỗi và cũng tự kiểm điểm lại cách ứng xử của mình với thần tượng. Tối 14 tháng 5, Đông Nhi lần đầu xuất hiện trước công chúng sau căn đồ âm ỉ không đáng có. Cô đảm có mặt trong đêm diễn tại thành phố Hồ Chí Minh với trang phục áo dài nền nã, đạp xe đạp vào khu vực trình diễn. Cô đem tới chương trình ca khúc Xinh Tươi Việt Nam và Cô Ba Sài Gòn. Dù phong thái, điềm tĩnh và chuyên nghiệp khi biểu diễn trên sân khấu, nhưng dễ dàng nhận thấy giọng ca bad boy có phần tiều tị và ánh mắt rất buồn ai nấy đều xót xa và lo lắng cho sức khỏe lẫn tinh thần của nữ ca sĩ ngay khi trình diễn xong đồng nhi đã nán lại trò chuyện cùng các fan đã đến ủng hộ và chờ đợi cô từ sớm fc đã chuẩn bị hoa và nói lời động viên tinh thần cho nữ ca sĩ bà xã ông cao thắng đã bật khóc nức nở trong vòng tay người hâm mộ có lẽ những giận hờn hiểu lầm cũng chấm dứt tại đây bởi trái tim đã kết nối với trái tim bằng sự yêu thương và vị tha những bạn trẻ này còn không quên cầm sẵn hoa để tặng giọng ca đôi mi em đang u sầu sau khi trình diễn xong có lẽ sau ồn ào fan của đông nhi đã dần tha thứ và cho cô cơ hội để sửa chữa tuy cũng có không ít người cho rằng fc của đông nhi đang đu idol một cách mù quáng tính đến thời điểm hiện tại sự việc này vẫn đang là đề tài được bàn luận rất soi nổi trên các trang mạng xã hội Giọng ca đôi mi em đang u sầu, nghẹn ngào chia sẻ. Thật sự Nhi cảm thấy đây là giây phút tuyệt vời. Có thể là trong thời gian qua có những điều không hay và khúc mắc xảy ra giữa chị và các bạn. Những gì chị muốn nói chị đã nói trên Facebook rồi. Hôm nay thật sự là chị đang đứng ngay tại đây cùng với tất cả các bạn. Chị cũng không biết nói gì hết vì chị nhận thấy rằng chị đã sai trong cách truyền đạt. Dẫn đến tất cả mọi người có những suy nghĩ chị không kiểm soát được. Ngày hôm nay chị còn có cơ hội được đứng ở đây trong vòng tay mọi người. Đây là giây phút tuyệt vời đối với chị. Chị cố dặn lòng sẽ tỏ ra mạnh mẽ khi gặp các bạn. Hồi nãy đứng trên sân khấu nhìn xuống dưới các bạn vẫn gọi tên Đông Nhi. Chị vô cùng xúc động nhưng chị đã cố nén lại. Vì chị biết rằng tụi em không hề muốn chị khóc. Chị cũng sẽ không bao giờ khóc nữa. Vì khi ở cạnh tụi em, chị sẽ có thể cười thật nhiều trước khi rời đi đông nhi đã bày tỏ lòng biết ơn đối với khán giả những người vẫn ở bên cạnh cô sau mọi ồn ào nữ ca sĩ cho biết qua sự việc này mong rằng mọi người sẽ hiểu nhau nhiều hơn và không còn xa cách nữa đông nhi cũng khẳng định ngay khoảnh khắc đó cô rất yêu các fan của mình cả hai bên đã có màn gặp gỡ đầy xúc động đông nhi nhận sai khi mình viết tâm thư trong lúc mất kiểm soát thiếu bình tĩnh khiến ngôn từ nặng nề sc chào đón người đẹp cũng thừa nhận lỗi sai khi để người mình yêu thương chịu công kích từ mạng xã hội FC Đâm Nhi viết, gửi chị em là người quản lý fanpage này và việc để quá nhiều bình luận tiêu cực xuất hiện trong các bài đăng vừa qua là lỗi của em, chắc chị giận lắm, em xin lỗi chị vì sự thiếu kiểm soát trong ngôn từ, không kiểm soát bình luận đã vô tình khiến chị đã bị tổn thương mà dẫn đến sự bức xúc như vậy. Em mong chị biết được đối với em chị quan trọng như thế nào và em luôn muốn những gì tốt đẹp nhất dành cho chị. Em sai khi để người em yêu quý phải chịu tổn thương từ bên ngoài như thế này. Chị là Thanh Xuân là idol mà tụi em luôn muốn dành cả thanh xuân này để mang đến những gì tốt đẹp nhất cho chị. Và ngay lúc này rất dư luận đang chỉ vào chị theo nhiều hướng khác nhau, em muốn mình cùng các bạn bảo vệ chị. Đến nay câu chuyện giữa đôi bên đã có phần êm đẹp hơn, đây được xem như một sự cố lớn, bài học kinh nghiệm để những phát ngôn cần được cân nhắc hơn trước khi đưa lên mạng xã hội. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.